Hiện xin kính chào tất cả quý vị khán giả quý mạnh thường quân trong nước cũng như ngoài nước đã trở lại kênh của Hội Thiện Nguyện BDS Chuyến Xe Không Đồng. Thì hiện tại là 1 giờ sáng của ngày 31 tháng 8 năm 2022. Thì cả nhà cũng biết rồi, những ca như thế này về đêm thì một là chở thi thể, hai là chở người hấp hối thôi. Thì hôm nay còn lại đi tìm cái ca chở người đã mất về Biên Hòa. Thì nghe thông tin điện thoại là hai cụ già thôi, một cụ già thôi. Đây, mang tim. Rồi, mang tim xin chào quý khán giả nha. Thì cũng khuya rồi, mang tim chúc quý khán giả là ngủ thật ngon. Bây giờ mấy anh em đang lên đường, cũng như là anh Phi nói là hỗ trợ cho một hoàn cảnh già neo đơn, chỉ có hai vợ chồng già ở bệnh viện thôi nghe nha. Thì nhận bệnh từ bệnh viện Hoàng Thạch về Biên Hòa Đồng Nai. Thì mang tim xin mời quý khán giả cùng đồng hành với mang tim và anh Phi đi tới bệnh viện nhận xác và tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của hai cụ như thế nào nha cả nhà. Rồi lên đường thôi cả nhà. Đây, thì tụi con đi tới dòng xây Phú Lộc rồi, thì bắt đầu sẽ là Hồng Bang, một con đường nối thẳng từ Bình Chánh cho tới Bình Tân, quận 6, quận 5 và cuối cùng là quận 10. Đó, thì đây, một con đường mà dẫn đến 3-4 cái bệnh viện này nghe nha, con đường quen thuộc. Rồi con xin mời cả nhà cùng đồng hành với con thăm cái hoàn cảnh cũng như cái nhà này như thế nào nha cả nhà. Rồi thì bắt đầu tới được bệnh viện Đại học Y Dược nha cả nhà. Bên trái là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch luôn cả nhà. Những cung đường quen thuộc. Mình chưa có bệnh là đèn xanh đèn đỏ mình dẫn đầu nha cả nhà. Tiền nhà. Tới bệnh viện rồi, bây giờ tìm liên hệ cả nhà. Vô lại tiếp tục cuộc hành trình như bữa hôm qua nữa nha cả nhà. Còn có cứu anh. Hỏi bảo vệ cho đi không? Hỏi bảo vệ cho có. Ở đây là khuôn viên trong điện bệnh viện nha cả nhà. Thì trong bệnh viện mình không có quay được nhiều. Tại vì phòng bệnh của người ta cái nhà mình chỉ quay trên xe mình thôi. À, tới đằng mấy chiếc xe cấp cứu đó. Quẹo quẹo đây hả? Ở đâu vậy? Chắc ở phòng đẩy ra đó. Bà cụ đó cả nhà thấy không? Đứng rất trầm tư. Tim nó đang vô trong nó đẩy ra cả nhà. Bệnh viện thì có quy định của bệnh viện thì mình làm đúng theo quy định thôi nha cả nhà. Mình không xuống xe mình quay ở trong xe mình thôi. Tại vì cơ quan nào cũng vậy, cấm quay phim chụp hình hết. Bà cụ có chấp tay xuống đất chậm lại không? Nó thì tim đã đẩy ra rồi nha cả nhà. À. Bà kêu ông về nha. Về tên tuổi ông rồi. Ủa rồi không có con cháu đi chung hả? Ông về nhà tôi.
Thì nhà chắc nghe không rõ tại con không có xuống dưới, ở nhà nghe cũng không rõ câu chuyện này rồi. Thì mấy người đông đông hồi nãy, lúc nãy trong màn hình của quý vị khán giả là những người nằm chung phòng giữa ông với cô bà thôi, hai ông cụ bà cụ. Thôi đợi chút xíu nữa về nhà nói chuyện cái nhà, còn để mình chạy viết về chợ này rồi chút xíu hỏi thăm tiền rồi chạy ra đi em. Rồi tụi con đã bắt đầu ra khỏi bệnh viện này nha cả nhà, giờ tiến thẳng lên thành phố Biên Hòa luôn nha cả nhà. Rồi sẽ tới thành phố Biên Hòa còn sẽ quay tiếp cho quý vị khán giả cùng xem cái hành trình này như thế nào. Đó. Thì đây chỉ có một mình bà cụ thôi nha cả nhà. Thêm một cơn mưa buồn ở cái nhà này. Hồi đó giờ mới thấy cái tình trạng này luôn nha cái nhà. Đó. Chè xe cứu thương là chỉ có tàu lửa nó mới chặn lại được thôi nha cả nhà, như kẹt xe thôi nha. Chạy xe cứu thương này cũng bao nhiêu năm nay rồi mới thấy cái trường hợp này thôi. Bắt buộc phải nhường thôi, bắt buộc phải nhường nó. Nói chung chứ hồi đó giờ đi anh em cũng ít đi ngang mấy cái tàu lửa, có đi mà đi cái giờ tàu lửa chưa có qua. Bữa nay sẵn có chuyến rồi quay cho cả nhà xem luôn. Rồi thì xe 03 Tài Thiên với Mang Tim đã có mặt tại thành phố Biên Hòa, thì đang nhìn theo cái hướng của Google Maps đang về nhà của bà cụ. Bên phải nhánh bên phải luôn em. Nhánh bên phải luôn. Đúng rồi. Hả? Thì như theo như lời của bà cụ chia sẻ thì nhà cụ ở gần cổng 2 sân bay Biên Hòa. Đây là thành phố Biên Hòa về đêm nha cả nhà. À, rồi con tới rồi nha cả nhà, con không biết nằm ở khúc nào. Hả? À. Đâu cơ cụ? Tới cổng 2 sân bay rồi nè. Hẻm nào? Nó hạ, ông nằm bên này. Bên đây luôn hả? Đây hả? Mặt đèn pha lên. Mặt đèn pha lên. Đây Nguyễn Ái Quốc quẹo vô rồi nè. Đó ở đâu ạ? Đặt đèn pha cho cô cho cậu ơi. Cổng 2 chưa? Cổng 2. Cổng 2 nè. Xuống. Chạy xuống đó đúng không? Đi chợ đó. À là xem đó hả? Phải xuống đó không? Không sao kỳ vậy? Đường này kỳ vậy? Đây nè, ngay chỗ này là công trình gì? Đây con xuống con coi coi, con cũng không gành ở đây nữa. Không gành, gặp cụ cũng không gành luôn. Cụ nói sao bữa nay cái đường nó gì kỳ là chết con rồi. Trung đoàn không quân 935, sư đoàn 307. Đâu cụ xuống cụ coi coi. Con không có rảnh đây nè.
Đó thì cụ nói ở sông Công Quân. Cộng 2, tới cộng 2 rồi. Cái đó ngoài đó Nguyễn Ái Quốc. Cái đường trước, đường ngoài là đường Nguyễn Ái Quốc. Dạ. À, chạy ra thẳng qua cầu Quan hả? Hẻm Bắc Hà đó. Hẻm Bắc Hà hả? Đây nè, chỗ Không Quân nè, công trình cổng 2 Không Quân. Đây nè, Không Quân nè. Này cổng mấy? Cổng 2 nè. Quẹo dưới này đúng không? Rồi rồi rồi. Rồi cũng vô được cái hẻm này nha cả nhà. 222 nè. 223 sạc 9 nè. Sạc mấy nè? Sạc 6. Chạy đi, chạy đi, bà thấy mà bà. Thua rồi, nhà không có ai là thua rồi. Tội nghiệp bà cụ. Dạ thắng luôn á. Thắng luôn, thắng luôn. Cụ sợ cụ lãng tai nên còn nói lớn tiếng thì kêu xíu nghe cái này. Tới rồi nha cái nè. Được 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 được, để tụi con Vân. Dạ. Có ai nhà hết nha cả nhà. Giờ không có người. Giờ hai anh em phải phụ với bà. Đó. Bắt cái bố ra để đưa ông vô. Bà có chiếu chiếu thôi. Có chiếu gì lót lên không bà? Giờ mang team cùng bà qua đây kêu cửa nha mọi người. Đây là nhà của người em. Người em nha chú nhà. Chú chào ơi. Tên Vinh hả bà? Chú Vinh ơi. Chú Vinh ơi. Chú Vinh ơi. Có ngoại nhà không con? Chú kêu ngoại ơi giùm. Cô nói tên cô đi. Kêu hai á. Nó nói
đem cũng có hai chai đem xét đó, hai chai về. Ba đâu rồi? Ủa ông ngoại đâu rồi? Nhờ mấy chú đưa cái xe. Mắc rồi, ông mắc rồi. Mấy em đưa về từ thiện đưa về giùm. Giờ không lẽ không có chỗ để nằm. Rồi, cuối cùng thì cũng mở cửa được rồi. Ôi cô cụ đi gì nè. Mọi người cũng đã mở cửa kêu mắc được. Mắc rồi. Dạ dạ. Thôi về hôm nay soạn chỗ lại cho ông cả nhà. Thì trước tiên thì thôi tiên lót đỡ tấm mũ luôn đi tìm quá rồi. Thì mình tìm sẽ lấy cái tấm cao su này cho nó sạch sẽ, nó lót vào trong nằm đỡ luôn cả nhà, rồi tính tiếp. Lấy cái gói của ông ra luôn bà. Thì con lót cái này cho sạch tí nghe bà, tại cái chiếu nó hơi ấy quá. Tạm thời để ông đây nghe coi nha. À, anh của chú mắc rồi, tụi con là chở từ thiện về. Bây giờ mấy anh con cũng phải về Sài Gòn chứ, tụi con mới kêu chú dậy đặng phụ với bà cụ. Thì chú tính để như thế nào? Gì? Để chắc để quay ra về. Để quay ra gì luôn hả chú? Dạ. Vậy thôi con xin phép giờ cái giỏng này ha. Có lao chùi gì trong á thì tháo cái băng kéo này lên nè. Có gì kéo á là lao trong nha. Rồi coi giờ Nguyễn, coi giờ coi đóng liệm thì nhờ người ta. Rồi không lên sao. Giờ sẵn đây hai bà cháu anh ngồi xuống nói chuyện tí ha. Thân ra ngồi chứ đã. Bà ngồi đây nè. Xích dao này nè. Thôi con cũng ngồi xem. Thì nãy giờ con cũng đưa ông về mà cũng không có biết tên ông với bà. Thì con tin tự giới thiệu, con tên là Mang Tim, là tài xế của Hội Thiện Nguyện BDS. Thì hôm nay thì con có nhận được một cuộc gọi á. Thì từ từ anh em ở trong bệnh viện mà cũng như là mấy người nằm chung phòng với cô thì thấy hoàn cảnh của cô như vậy, mới điện cho anh em con xin chuyến xe đưa ông với bà về. Thì bà có thể giới thiệu tên mình được không ạ? Tôi tên Lệ. Cô tên Lệ. Nguyễn Thị Lệ. Con ông Phạm Nhân Đức. Dạ. Ông bệnh như thế nào mất đi bà? Ông thì bị kiểu như đầu tiên là bị tràn dịch phổi á. Dạ, à, vậy chú biết biết bệnh của chú không? Ông thì chỉ thì biết sơ sơ được thôi. Dạ, thì vậy chú vô đây cho con biết hỏi thăm ít điều về ông được không? Về hoàn cảnh của cô. Cô cứ ngồi đây, bà cứ ngồi đây đi. Ngồi đi. Dạ. Ông thì đầu tiên là ông bị tràn dịch phổi. Dạ. Rồi nằm ở bệnh viện Đồng Nai. Dạ. Sau đưa xuống bệnh viện Long Thành. Dạ. Rồi chữa trị thì thấy cũng bớt, đưa về
rồi sau ông bị tiêu chảy mới đưa xuống bệnh viện Đồng Nai lại. Đưa bệnh viện Đồng Nai thì không biết là nó chẩn đoán như thế nào, thì nó nói là bây giờ để đây không được, phải đưa vào một bệnh thì mới đưa chiều hôm qua, thì tối ông mất. Giờ cho con hỏi xíu, chú là quan hệ sao với ông? Anh em bạn cô cậu. Cô cậu. Thì cho con hỏi đây, chắc chú cũng ở đây cũng biết gần về hoàn cảnh của gia đình của cô. Thì chú cho con hỏi là cô Lệ với ông á, có con cái gì không? Không, hai người sống với nhau đó giờ không có con cái không. Gì hả? Thì rồi. Sinh hoạt là con thấy đang ba cái đồ không chú? Đúng rồi, ông thì lúc ông khỏe thì ông đi bán trà sữa, bà ở nhà thì bà đang rổ rá này kia rồi. Dạ bà ơi, dạ ông mất rồi bà sao? Bà giờ kiểu như bà cũng hết biết rồi. Không biết, tôi không biết gì nữa. Gia đình nói chung là hai vợ chồng cũng khổ lắm. Rồi bà có dự tính gì cho thời gian sắp tới không? Không biết gì đâu, dự tính. Nhà này là cũng cấp nhà tình thương. Dạ. Ông đi vậy rồi giờ còn một mình rồi giờ bà tính sao cuộc sống sau này? Thì tới đâu hay tới đó. Ai mướn gì mình làm đó. Ai mướn làm gì? Rồi giờ bà là nghề nghiệp bà làm cái gì? Đang khai á. Bà đang giỏi không? Cũng mò mò làm một ngày. Một ngày bà làm được bao nhiêu cái? 2-3 cái, 3-4 cái hả? Rồi gỗ như vậy đó là bà có thể lấy cho con coi một cái được không? Cái nhà chờ chung nhớ cái nhà để coi là đen cái gỗ hồi nãy mang tim cũng thấy. Cũng thấy cái cuộc sống của khổ lắm. Đây cũng phụ giúp này kia rồi. Làm ăn, làm bữa nay ăn ngày mai thôi. Cái ông bệnh ông nằm cũng đâu có tiền bạc. Bà đen cái gỗ như thế này là một ngày khoảng 2-3 cái hả? Ừ. Tôi đâu có hiểu đó. Rồi cái gỗ đó bán ở ngoài chợ bán nhiêu tiền bà? Mấy người ta trả mình tùy theo mà. À, đây là công nữa. Cái này chắc đồ để lót ấy quá. Người ta xuất khẩu quá. À. Xuất hàng rồi đi. Cũng không biết nói gì hơn luôn mà. Giờ cái tuổi, ba hiện tại là bao nhiêu tuổi rồi? 70 mấy rồi. 70 mấy ha chú. Nhưng mà giờ bà cũng không có nói chuyện được luôn mà. Thấy hết biết gì luôn rồi. Từ trên xe về đây với lại trong bệnh viện luôn toàn là những cái người ở cùng phòng hỗ trợ bà thôi. Chứ nãy con cũng thấy là dưới là bà cũng không biết gì. Về tới đây mà tới chừng có em có chú đây luôn mà con còn không biết mà phải đi tới đi lui kêu. Tại vì tiền á, bệnh viện đóng tiền viện phí á thì cũng là do mấy người trong đó nguyên góp đóng cho ông rồi mới lấy được xác ra. Thì nãy người ta cũng thấy hoàn cảnh con bà như vậy đó, ta cũng thương nên cũng điện cho tụi con. Hồi nãy cũng như là lúc đầu con nói thì hôm nay anh em tụi con cũng có hữu duyên đưa ông được về tới đây, thì trước mắt thì anh em tụi con cùng chia buồn với gia đình của bà, mong bà cố gắng giữ gìn sức khỏe để lo cho thời gian sắp tới cuộc sống mưu sinh sau này. Thì chỉ có một mình nữa thì ăn uống sao bà? Tự nấu nướng, tự mình nấu mình luôn ăn. Vậy là hồi đó giờ bà không có con cái gì luôn? Giờ thấy tâm trạng của bà cũng không có chung là biết chia buồn với bà thôi. Thì giờ anh là anh bà con em bà con của chú với cô, thì ở đây thì tụi con cũng đưa cô với chú về tới nhà được an toàn rồi. Thì xe của tụi của con là anh cũng chú cũng biết xe của họ thiện nguyện của chú Tấm Sang, thì về đây là không có tốn tiền, không bất cứ chi phí gì hết. Thì cũng tại hồi nãy tụi con thấy đây có mình bà nên mới qua kêu nhà của chú để có người phụ giúp, tại vì cũng gần sáng 3-4 giờ sáng rồi,
thì tụi con cũng không ở đây tới sáng được, con còn ca nữa, nên kêu chú phụ hợ với bà thôi. Đó thì giờ hình như chú ông này có anh em đông không? Hai người ở xa không? Rồi còn cái phần còn lại chắc nhờ hàng xóm với chú ở đây lo liệu giùm. Giờ con nói với bà như thế này ha, giờ bà cố gắng giữ gìn sức khỏe, lo cho ông những cái phần còn lại, cho ông được an nghỉ. Rồi tụi con cũng xin phép tụi con về để còn công việc ở hội, còn ca ở hội nữa. Thì giờ cũng đã trễ rồi, thì bà cứ cúng kiến hay là có cơm nước cho ông. Ông có mua gì hẳn ở nhà không? Cúng. Dạ. Thì giờ mình có cái gì mình làm cứ nói cho ông đi, để cho ông lẻo. Vô nấu cơm mình cũng chứ. Ờ. Hồi chút xíu nữa bà lấy cái khăn gì đó sạch đó, ở trong bệnh viện á thì con đã lấy khăn ướt con lao trong rồi, sơ rồi. Thì giờ về nhà rồi bà coi cái quần áo nào đẹp tốt nhất á thì mặc cho ông. Thì tại vì ở cái phần trên á ở trần, ông ở trần. Con có quấn cái màn lại cho ông ấm tí. Nhờ người tận luyện ta làm luôn. Dạ, cũng được. Thì cũng được nữa. Nhưng mà mình con hướng dẫn như vậy đó. Dạ. Thôi vậy là bà cố gắng lên nha, vô cố gắng vượt qua cái khó khăn này ha. Để vươn lên trong cuộc sống còn phía trước nữa. Nha. Cố gắng giữ bình tĩnh nha bà. Thôi thì con cũng xin phép là con về để lo công việc mình cho sáng mai nữa. Chuyến đi Đắk Lắk lo cho trung thu của mấy đứa nhỏ. Dạ, thì con cũng xin phép rồi con chia buồn với ba một lần nữa ha. Tụi con về nghe bà. Những người nào đi ủng hộ từ 1 triệu tới 1,5 triệu không đi 1,5 triệu đó là tiền ăn tiền đúng uống rồi, tiền ở của chú ăn, uống. À, nó là tổng 1,5 triệu tiền đó như mình đi đóng tiền mình đi du lịch vậy. Dạ. Thôi dạ. Thôi con cũng xin phép con về. Con xin cái này con làm kỷ niệm được không? Của người ta gia công, của người ta gia công hả? Kinh của người ta mình đi gia công, mình người ta trả tiền, mình đưa cái này lại cho người ta. À. À, chứ không phải là tính quý vị nhà thấy nè, rất là công phu bà làm rất là công phu luôn. Dạ. Vậy thôi bà. Dạ, dạ. Trăm cái như vậy là làm khoảng bao nhiêu tiền bà? Bà nhớ không? Thì theo hàng nó hút thì làm tiền hơn. À. Như hàng nó nhiều quá thì ra giảm bớt sức. Nhưng mà 100 cái thường thường bà nhận là được bao nhiêu tiền? Mấy chục hả? Mấy chục hả? Trời ơi. Bây giờ là mình nấu cơm. Dạ. Cơm bơ. Con gỡ là bà. Cơm trứng rồi bơ cơm với thịt cũng những cúng chay thì cũng đồ ăn chay. Rồi còn vài mặn cũng mặn. Rồi, thôi con xin phép chú với bà con về nha. Dạ. Rồi, xong thi. Sao là sao? Vô anh thăm hoàn cảnh của cô Lệ sao? Không nói được nên lời. Nói chung là... cái hoàn cảnh nào, mỗi cái hoàn cảnh đều có một cái tâm trạng khác nhau cả nhà. Ngẹn thế nè, đi về tới nhà mình tự mình ngẹn trong lòng luôn. 70 tuổi rồi, không con, không cháu, không người thân. Giờ nằm xuống cũng không có cái giường, không có cái chỗ nằm đàng hoàng. Thế nè. Phải là hoàng tim nó vô, nó soạn được cái ghế bố dựng ra. Chiếu thì cũng không được cái chiếu lành. Phải ship lại tấm chiếu rồi thêm một cái tấm mũ nữa. Ngạn thì con về con cảm thấy mà con phải đi kiếm người thân giùm, kêu giùm, điện thoại thì quên tới quên lui, đi 2-3 vòng vậy đó cả nhà. Cụ cũng như là một cái người bạn đời của mình sống dậy từng đó năm rồi, chỉ có hai ông bà lẳng quẳng với nhau mà tự nhiên giờ một người ra đi bỏ lại một người, cái người ra đi không có biết gì hết, còn cái người ở lại mới khổ cả nhà. Cái người đi rồi chỉ đi thôi, còn cái người ở lại thì phải
lo này. Ông mất rồi thì tôi phải làm sao đây? Rồi phải lo cho ông trước, rồi lo chỗ nằm chỗ yên mồ me đà mã đẹp cho ông trước, rồi còn tôi sau này rồi sao? Rồi đến lúc bà trăm tuổi già rồi sao? Thiệt, bà trăm tuổi già rồi mắc ai lo cho bà đây? Có cái chú em hàng xóm mà cũng lớn tuổi rồi, qua thì nãy cũng có nhờ lại phần còn lại để nhờ cho bà con hàng xóm láng giềng lo, chứ tụi con cũng lo tới đây thôi, chứ tụi con cũng phụ giúp vậy thôi, chứ tụi con cũng đâu biết làm gì nữa. Nói đi Tim. Thì anh Phi cũng đã chia sẻ cái cảm xúc khi đưa chú Đức và cô Lệ về tới nhà, thì mọi người cũng đã thấy là cô Lệ giờ thật chất là không còn biết cái gì nữa, kêu gì làm đó, hỏi gì chắc là chỉ gục đầu xuống và rơi lệ thôi. Cô không còn cái, thật sự là không còn cái tinh thần minh mẫn để lo cho chú nữa. Về tới nhà mọi người cũng đã thấy là một mình đơn chiếc, mở cửa dọn dẹp, thậm chí nãy anh Phi nói là không có chỗ nằm cho chú Đức nằm. Thì anh Tim và cô lục được một cái ghế, chắc cái ghế bố nó, anh Tim không biết là, nói thật sự là không biết là chú nằm có từ đây cho đến sáng nó có nằm vững hay không nữa. Cái ghế nó mục cực kỳ mục rồi cả nhà. Giờ thấy gia đình của cô là như vậy thì anh em chặn lòng thiệt. Sống tới 70 tuổi, chú cũng 70 mà cô cũng không 70, mà không có con, không có cái, không có cháu gì hết. Mà cô thì nghề nghiệp cô thì đang những cái gỗ nãy mang tim có để lên, mang tim thử cô xin một cái gỗ đấy, cô như thế nào mà. Cái hàng đó là hàng gia công cả nhà, một cái gì có mấy trăm đồng á. Nó thật chất là 100 cái mà cô nó có mấy chục ngàn thì tính ra một cái có mấy trăm đồng thôi à. Một ngày cô làm chỉ được có 2 cái 3 cái nãy cô nói. Thì cả nhà thấy giờ nếu mà chú Đức đã nằm xuống rồi, là người lao động chính mà nằm xuống rồi, thì tình trạng của cô Lệ như thế nào thì cả nhà cũng suy nghĩ ra được và đón được cái điều gì nó sẽ ra. Cuộc sống mưu sinh sau này đối với cô khó khăn và càng khó khăn hơn. Thì nhờ được mấy người em họ thì cũng nói chung là cũng thương cô. Tại vì cô ở trên bệnh viện cô không cho ai hay chứ. Mà tới chú Đức mất rồi cô cũng không hay luôn đó. Tới những bên y tá cho hay rồi, lúc đó cũng không tiền không bạc. Nãy mang tim có hội nói chuyện sở đích xe, chắc quý vị giả không có nghe. Thì mọi người nói là mỗi người gom đi chia ra, mỗi người xin được ít gom về đóng tiền dưỡng phí cho ông để ông xuất viện. Mà nếu không có những người đó giúp đỡ, rồi sao mà biết bà cô biết tới hội và liên hệ. Rồi không có những người đó giúp đỡ, rồi sao mà ông được về. Thì nói chung là lá lành đùm lá rách, người khó khăn, người giúp đỡ những người khó khăn theo. Thì bên Tiên và anh Thi thì cũng đã đưa được cô chú Đức về rồi. Nói chung là cũng đã chắc là có khoảng một cái nguyện vọng nào của chú Đức là được về tới nhà an nghỉ. Còn điều mà anh Tim đáng suy nghĩ nhất là cô Lệ. Thì thôi, thì đêm khuya giờ cũng đã 3 giờ sáng. 3 giờ sáng của ngày 31 tháng 8 năm 2022. Thì bên Tim anh Phi chúc quý diễn giả thật là nhiều sức khỏe,
cuối tháng đầu tháng mới gặp nhiều may mắn và làm ăn phát tài phát lộc. Và nếu mà cả nhà yêu thương anh em tụi con thì hãy đăng ký tất cả các kênh của hội thiện nguyện BDS để anh em tụi con có thêm động lực giúp đỡ những bà con nghèo khó cần sự giúp đỡ của anh em của hội thiện nguyện BDS em thấy nha. Nó điển hình là những hoàn cảnh như là cô Lệ nè, và những hoàn cảnh mà anh em đã đi thì cả nhà cũng đã thấy đó là những nhân vật chính, nhân vật sống không đó cả nhà. À, anh Phi có gì nói không Phi? Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi hoàn cảnh nó khác nhau cả nhà. Nhưng mà cái hoàn cảnh này thì thật sự là nói không có cái nhà đó, cái nhà cũng nhà tình thương đấy. Trăm tuổi già con không biết sau này cô Lệ sẽ ra sao. Đến lúc cô Lệ nằm xuống rồi ai sẽ lo hồn mã cô Lệ? Không phải là thiên chù mà cái này là cái sự thật. Cái đời nó cái đó là cái sự thật, ai cũng nó phải một lần đối diện mà mình nói. Người ra đi lúc nào cũng, người ra đi trước lúc nào cũng khỏe hơn người ra đi sau. Thì như là chú Đức nè, điển hình đây mình nói thẳng như gia đình của chú Đức của cơ lệ nè, giờ chú Đức nằm xuống là chú Đức đã hết một người rồi, giờ cô Lệ còn ở lại nè, phải lo cơm nước cơm áo gạo tiền. Rồi sau này nếu mà cô bệnh tật thì ai lo cho cô? Tôi nói thí dụ thôi, thí dụ như trong bệnh viện nãy không có các nhà, các người trùng phòng, cần những cái người mà gom góp tiền cho cô Lệ đi. Rồi lấy gì cô Lệ đưa được chú Đức về nhà, lấy gì đóng tiền viện phí. Rồi bây giờ thí dụ như không có những người hàng xóm xung quanh cô Lệ đi, lấy gì chú Đức được ngồi im ở đây? Thì thôi thì cũng thì qua rồi, chuyện gì cũng qua rồi kia rồi thì nói cảm xúc thôi giờ này thôi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả một cái video clip khác, một cái hoàn cảnh khác. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.